30 chưa phải là hết là bộ phim giúp cho bản sao Trương Tử Di đồng dao có bước tiến rất lớn trong sự nghiệp, dần trở thành ngôi sao quen mặt với khán giả. Dù không phải là dự án nổi bật ngay từ khi bắt đầu, cũng không sở hữu dàn diễn viên ngôi sao, nhưng 30 tuổi thôi mà, hay còn được biết đến với tên 30 chưa phải là hết, bỗng trở thành hiện tượng màn ảnh nhỏ khắp châu Á. Trong đó, sự bứt phá của nữ diễn viên đồng dao khiến mọi người đều kinh ngạc. Nhân vật cố dài của cô nhanh chóng trở thành từ khóa được tìm kiếm trên mạng xã hội. Diễn biến tình cảm và cuộc sống của gia đình nhỏ của nhân vật nhận được nhiều phản ứng tích cực của khán giả. Theo từng tập phát sóng, các biểu cảm đa dạng của cố dài được mọi người thích thú cắt clip, chia sẻ, bình luận rôm rã. Cố dài trị tiểu tam, cố dài bảo vệ con trai, cố dài trị người chồng ngoại tình vì yêu nghệ thuật. Sự yêu mến của khán giả đã chứng minh cho tài năng của đồng dao khi thể hiện một cố dài sống động trên màn ảnh. Dù là một bông hoa nở muộn, thành công khi đã ở ngoài 30, nhưng mọi thứ vẫn chưa phải là muộn khi tương lai của đồng dao đã dễ đi hơn nhiều so với trước kia. Đồng dao của hiện tại viên mãn cả về sự nghiệp lẫn đường tình duyên. Thế nhưng ai biết rằng, ngay trước cô từng gặp phải rất nhiều chuyện mà đời này cũng khó quên được. Bắt đầu sự nghiệp bằng danh Tiểu Trương Tử Di. Đồng Dao sinh năm 1985, từng đỗ thủ khoa Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc. Các tác phẩm tiêu biểu trong 17 năm tham gia diễn xuất của cô có thể kể đến như Lâm Hải Tuyết Nguyên, Bạch Phát Ma Nữ, Kiều Long Tiêu, Ưu Phẩm Định Chế Hạnh Phúc. Năm 2018, Đồng Dao được khán giả biết đến nhiều hơn khi đóng vai Cao Hy Nguyệt, Tuệ Quý Phi, Kiều Ngạo, độc ác trong bộ phim Như Ý Truyện. Đến năm 2019, vai diễn Tống Vượng Bình, người phụ nữ bất hạnh qua đời khi đang mang thai đứa con đầu lòng trong phim Đại Giang Đại Hà, đã giúp Đồng Dao giành được giải thưởng Bạch Ngọc Lan cao quý ở hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc. Nhan sắc thời thanh xuân. Nếu luận về tài sắc, Đồng Dao ngoài đời cũng không hề thua kém nhân vật của mình. Nhưng so sánh mức độ vất vả và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống thì chưa có nhân vật nào có thể sánh được với cô. Hành trình thu hái thành công ngày hôm nay của nữ diễn viên sinh năm 1985 đã đủ sức làm nên một bộ phim hay. Là con gái duy nhất trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngay từ nhỏ, cha mẹ đã rất chú trọng việc bồi dưỡng cho cô văn chương, hát và khiêu vũ. Đồng Dao lại là con một, nên từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều hết mực. Ngay từ khi bé thơ, cô đã sở hữu ngoại hình xinh xắn, từ chất nghệ thuật bộc lộ sớm. Nhờ được tham gia các nhóm nghệ thuật thiếu nhi của địa phương, Đồng Dao được lên Bắc Kinh theo học chương trình trao đổi. Sau một thời gian ở nơi tập trung nhiều nhân tài văn hóa nghệ thuật, Đồng Dao trở về quê nhà Côn Minh với quyết tâm thi đậu vào trường nghệ thuật danh tiếng. Cô tự lên kế hoạch rèn luyện cho mình và có bước tiến lớn khi thi đậu vào Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc, là bạn học của nhiều diễn viên nổi tiếng như Bạch Bách Hà, Dương Thước. Đồng Dao trở thành niềm tự hào của gia đình và người thân ở quê nhà. Vào thời điểm đó, khi giáo viên của Học viện Hí kịch Trung ương nhìn thấy cô gái trẻ 17 tuổi ấy, đã nhận xét rằng trông cô rất giống với hai nữ minh tinh điện ảnh là Trương Tử Di và Cũng Lợi. Cũng từ khi đó, Đồng Dao bắt đầu đội chiếc mũ mang tên Tiểu Trương Tử Di mà sau rất nhiều năm cô vẫn không thể thoát ra được. Cùng năm 2002, Đồng Dao được đạo diễn Lý Văn Kỳ tạo điều kiện để tham gia vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình Lâm Hải Tuyết Nguyên. Mặc dù chỉ thể hiện vai nhỏ, nhưng lối diễn xuất tự nhiên của Đồng Dao được đạo diễn hết lời khen ngợi. Tuy nhiên, cô muốn tập trung vào việc học và trau dồi nhiều kiến thức hơn để có thể tự tin nhận những kịch bản khác. Tuy nhiên, Đồng Dao tâm sự, cô không muốn được nổi tiếng nhờ danh xưng của đàn chị. Nữ diễn viên luôn cố gắng hết mình trong từng vai diễn để khẳng định tên tuổi. Nhưng trong showbiz hoa ngữ có một quy luật, đó là những bản sao thường sẽ chẳng thể nổi tiếng và vươn lên thành sao hạng A được. Điều này càng khiến cho Đồng Dao áp lực hơn những đồng nghiệp khác gấp bội. Vừa phải loay hoay tìm hướng đi cho bản thân, vừa phải cố gắng vượt qua cái bóng của đàn chị. Bị con trai Trường Quốc Lập bạo hành. Thuở còn đi học, Đồng Dao gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào cùng tính cách hiền lành, dịu dàng nên cô được rất nhiều nam sinh theo đuổi, trong đó có Trương Mặc, con trai của nam diễn viên gạo cội Trường Quốc Lập. Vì học cùng một trường nên Đồng Dao và Trương Mặc đã có dịp gặp gỡ, chàng thiếu gia đã say mê đàn em ngay từ cái nhìn đầu tiên và quyết tâm theo đuổi cô. Liên tục bị Đồng Dao từ chối, nhưng Trương Mặc không từ bỏ. Điều này đã khiến cho cô gái trẻ mũi lòng và chấp nhận hẹn hò. Thế nhưng cuộc tình này cũng chẳng kéo dài được bao lâu và chính thức kết thúc bằng việc Đồng Dao bị Trương Mặc bạo hành với những thương tích nghiêm trọng. Cánh cửa tương lai đột ngột đóng lại trước mắt cô gái trẻ vào năm 2003 với biến cố bị bạn trai ghen tuông bạo hành. Sự việc đã gây chấn động làng giải trí một thời gian rất dài. Vì hành vi bạo lực này mà Trương Mặc bị trường đuổi học, nhưng anh chàng thiếu gia cũng khiến bạn gái cũ lao đao suốt nhiều năm sau đó. Khi câu chuyện được báo chí khai thác quá nhiều, một số người ác ý cho rằng Đồng Dao muốn được nổi tiếng nhanh nên đã dùng chiêu trò này. Suốt 5 năm sau đó, cô gặp vấn đề về tâm lý trầm trọng. Bên cạnh đó còn không nhận được bất cứ lời mời đóng phim nào, dù là một diễn viên trẻ tài năng. Những hình ảnh Đồng Dao bị đánh đập giả mạo xuất hiện trên khắp các mặt báo. Cô không chỉ bị gãy xương mũi mà còn bị sung huyết ở mắt trái. Sự việc này khi đó quá mức ồn ào, Trương Quốc Lập phải đứng ra công khai xin lỗi Đồng Dao cùng với gia đình cô.
Theo giám định thương tật, Đồng Dao bị đánh gãy mũi, mắt trái bị xuất huyết, làm giảm thị lực 0,6% và có nhiều vết bầm tím khắp cơ thể. Tại sở cảnh sát, Trương Mặc cho biết lý do anh đánh bạn gái là vì nghi ngờ cô ngoại tình với nam diễn viên Hoàng Đình Vũ. Trong giây phút nóng giận, anh đã động tay động chân với Đồng Dao. Trương Quốc Lập sau đó cũng đứng ra dàn xếp với Đồng Dao, giúp Trương Mặc thoát án phạt bạo hành. Sau sự việc ồn ào nói trên, Đồng Dao sống kín tiếng. Cô tập trung phát triển sự nghiệp, tránh vướng vào các tin đồn thị phi của giới showbiz. Trên trang cá nhân, Đồng Dao thường chia sẻ sở thích về ẩm thực và chủ yếu đăng những hình ảnh liên quan đến công việc. Cô sống giản dị và kín đáo. Cú sốc tình cảm từng khiến tôi sợ hãi chuyện yêu, nhưng mọi thứ đã thật ổn. Tôi tìm được một người đàn ông tốt, biết lo lắng và quan tâm. Cô chia sẻ. Bông hoa nở muộn trong showbiz. Thời gian cứ thế trôi qua, Đồng Dao gần như vắng bóng trong làng giải trí. Mọi người cứ tưởng rằng cô đã chuyển nghề khác. Thực chất, cô vẫn nuôi ước mơ nghệ thuật bằng những dự án nhỏ. Những bộ phim có tính tuyên truyền, chứ không chen chân được với thị trường sôi động. Vì ngoại hình có nhiều nét giống Trương Tử Di, nên Đồng Dao vừa được chú ý mà cũng vừa vất vả để thoát khỏi cái bóng của đàn chị. Mặc dù được những người xung quanh nhìn vào với ánh nhìn thương cảm, nhưng Đồng Dao không hài lòng với việc đó. Cô vẫn mong muốn mình có thể trở thành một diễn viên thực thụ, được mọi người công nhận nhờ kỹ năng diễn xuất. Sau 4 năm, đến năm 2007, Đồng Dao chính thức quay trở lại làng giải trí với vai diễn trong phim điện ảnh Không Dám Nói Yêu Anh của đạo diễn Phương Huy Lượng. Gạt bỏ mọi ánh nhìn tò mò, Đồng Dao ngày qua ngày chứng minh thực lực qua từng vai diễn khác nhau. Hơn 10 năm ăn cơm phim trường, Đồng Dao đã bỏ túi gần 20 tác phẩm lớn nhỏ. Nhưng phải đến Hậu Cung Như Ý Truyện, tên tuổi của cô mới thật sự được khán giả chú ý đến. Từ ánh mắt, cử chỉ đến thần thái hổng hách của Cao Quý Phi đều được Đồng Dao lột tả chân thật khiến khán giả vô cùng ấn tượng. Tuy chỉ xuất hiện ở phần đầu phim nhưng nhan sắc nổi bật, diễn xuất tinh tế không hề kém cạnh tiền bối Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa đã giúp Đồng Dao lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất. Ngay sau đó, cô nhận được nhiều lời mời đóng phim giá trị. Sau thành công của Hậu Cung Như Ý Truyện, Đồng Dao trở thành một trong những nữ diễn viên được các nhà làm phim săn đón hết mực. Không chỉ phim ảnh, Đồng Dao còn được các nhãn hàng quảng cáo và các tạp chí chọn mặt gửi vàng. Sau quá khứ bạo hành, cuộc sống đời tư của Đồng Dao cũng khép kín hơn. Cô ít khi chia sẻ chuyện tình cảm trên mặt báo, mà thay vào đó là nói về các vai diễn, cũng như hy vọng khán giả sẽ nhìn cô bằng một diễn viên thực thụ, chứ không phải người phụ nữ từng bị bạo hành. Năm 2020 là thời điểm gặt hái thành công của nữ diễn viên lận đận với hai vai diễn Ba Mẹ trong 30 Chưa Phải Là Hết và Núi Cao Sông Dài. Cô khắc họa hình ảnh những người phụ nữ có hoàn cảnh, địa vị khác nhau nhưng đều thương yêu con cái vô bờ bến. Trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, Đồng Dao vẫn kiên trì chứng minh cho mọi người thấy được sức mạnh cùng nỗ lực, tài năng của bản thân. Vì thế, khi tham gia 30 Chưa Phải Là Hết, cô đã trở thành tâm điểm của bộ phim khi đứng cạnh bên hai bạn diễn có phần nhỉnh hơn về danh tiếng là Giang Sơ Ảnh và Mao Hiểu Đồng. Cố dài của Đồng Dao sống động đến từng chi tiết, khiến người xem không thể rời mắt và phải chăm chú theo dõi sự tinh tế, khéo léo của cô và tất cả những khát vọng giàu sang khiến cô xa rời người chồng thanh mai trúc mã từ thuở Hàn Vi. Hạnh phúc đến muộn. Vì sự cố thời tuổi trẻ nên cuộc sống riêng tư của Đồng Dao ít được đề cập. Bản thân cô cũng là người e dè với giới truyền thông nên thông tin về đời tư của cô vô cùng ít ỏi. Sau phim Như Ý Truyện, cuộc đời Đồng Dao cũng rẽ sang hướng khác. Ngoài sự nghiệp thăng tiến, Đồng Dao cũng tìm được hạnh phúc bên đại gia Vương Nhiễm, người hơn cô 17 tuổi. Hai người hẹn hò từ năm 2010, khi đó Vương Nhiễm đã tích cực theo đuổi Đồng Dao, nhưng mãi sau này mới nhận được cái cực đầu của người đẹp. Sau 9 năm bên nhau, Đồng Dao và Vương Nhiễm đã tổ chức một đám cưới hoành tráng, viết nên một cái kết đẹp và hạnh phúc cho nữ diễn viên đã từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống này. Theo thông tin hiếm hoi mà giới truyền thông khai thác được, anh là người tài giỏi, CEO của một công ty đầu tư lớn, từng tốt nghiệp Đại học Harvard Mỹ. Kể từ khi hẹn hò cho đến khi kết hôn, vợ chồng Đồng Dao rất kín tiếng, giới truyền thông cũng chẳng khui được nhiều chuyện từ cuộc sống của họ. Sau một năm đám cưới, Đồng Dao hiếm khi xuất hiện bên chồng, bù lại công việc của cô ngày càng thăng hoa hơn, trở thành nữ diễn viên Hoa ngữ nổi bật nhất mùa hè năm 2020. Trong thời gian tới, khán giả đang háo hức chờ đợi những dự án mới của người đẹp tài năng này.